Hello. My name is Lee. Welcome to our English class today. For English talk today, we will study Unit 7, Artificial Intelligence, or AI for short. Before we start, let's have something to warm you up, all right? You're going to see a picture, a spinning picture. Try to find out what you see in the picture. What happened? Ready? Now let's start. So, what do you see in the picture? What happened? Any answer? Let's find out. So, a woman and a car. And her car broke down. What do you think she should do? Fix it herself? That is what happened. So, did she fix it herself? Did she? No, she didn't. She asked a mechanic to do it for her, okay? So she didn't do the task. She asked someone else to do it. And in this case, in English, we often say she had a mechanic fix her car. And because she doesn't do the action, she calls someone else to do it. So we say, that is a causative structure, and that is the focus of our lesson today. Perhaps to make it easier for some of you, I'd better use some Vietnamese. Như các em thấy thì trong bức hình này, một người phụ nữ bị hỏng xe. Cô ấy không tự sửa xe cho mình, mà nhờ một thợ máy sửa xe cho mình. Như vậy, cô ấy trao trách nhiệm cho người thợ máy làm, không phải bản thân cô ấy làm. Và trong tiếng Anh thì tình huống này gọi là cấu trúc cầu khiến. Và đó cũng chính là cái nội dung trọng tâm của bài học hôm nay. Causative verbs would have and get. So what is the form of first the verb have? What is the form of the structure? So we have subject, followed by the verb have, an object, and bare infinitive. That is the example. She had a mechanic fix her car. So had a mechanic fix her car. When do we use this structure? What does it mean? That is when we give someone the responsibility to do the task. We don't do it ourselves. That is the structure would have. What about the verb get? With the verb get, it's a little bit different in structure. So we have the form subject, the verb get, object, and to infinitive. That is the example. I'll get my brother to repair your bike. Tôi sẽ nhờ anh trai sửa xe cho cậu. And when do we use this one? This kind of structure would get like have. The causative would get also means get some ask someone else to do the task. We use when we want to persuade or encourage someone to do something. So you can see that the causative verbs have and get with similar meanings with different structures. Okay, have with bare infinitive. And get with two infinitive. Như vậy chúng ta vừa học qua cái hình thức và cái cấu trúc và cách dùng của động từ câu khiển have và get. Như các em thấy have và get khác nhau về cấu trúc. Have đi theo sau bởi động từ nguyên mẫu không có to và get thì đi theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to. Nhưng về cách sử dụng về ngữ nghĩa thì tương đương nhau. Okay, and now some practice for you to see if you can get it. Now, rewrite the sentences using the causative structure, have somebody do something. Now, number one, he wanted Peter to repair the printer. In the causative structure, it should be, he had Peter repair the printer. So, had Peter repair
that infinitive. And now you have 30 seconds to do the task. Now let's start. Okay, time's up. Ready, everyone? Now let's check together. So number two, we have the AI expert wanted his assistant to activate the newly made robot. So the causative we have is the AI expert had his assistant activate the newly made robot. Chuyên gia về công nghệ thông tin muốn cái trợ lý của mình khởi động con robot vừa mới được sản xuất. Như vậy trong câu khiển mình sẽ có chuyên gia về công nghệ nhờ, mình hay trong tiếng Việt mình hay gọi là nhờ trợ lý của mình khởi động con robot mới được sản xuất, mới được chế tạo. Now number three, the computer corporation wanted their workers to eliminate the malfunctioning products. So in the causative we have the computer corporation had their workers eliminate the malfunctioning products. So had their workers eliminate. Công ty máy tính nhờ các công nhân loại bỏ, tức là yêu cầu các công nhân loại bỏ các sản phẩm có lỗi, tức là các sản phẩm không hoàn chỉnh, có sai sót. Okay, get all correct, everyone. Now let's move on to the structure we get. And now you have 30 seconds to finish the sentences. Remember, we'd get to have two infinitive. Now time's up. Now number four, what do you have? I will persuade Paul to check your essay. So we'll get somebody to do something. It must be, I'll get Paul to check your essay. So get Paul to check. Number five, the manager wanted the workers to move the machine to a new station. So we have, the manager got the workers to move the machine to a new station, got the workers to move. Viên quản lý nhờ các công nhân dịch chuyển cái máy sang một nơi khác. Number six, the owner of the palace wanted a company to remodel his estate. In the causative we get, we have, the owner of the palace got a company to remodel his estate. So get a company to remodel. Ông chủ của cái sorry, ông chủ của tòa lâu đài nhờ một công ty thiết kế lại cơ sở của mình. Okay. You know, with the causative have and get, it's even more common in the passive. So what is this passive structure with causative have and get? Now let's move on to the passive structures. And we often refer to this as get something done or have something done. That is a form. Subject, have or get, followed by the object and a past participle. We can use by agent if necessary. These are the examples. She had her car fixed by a mechanic. Cô ấy nhờ thợ máy sửa xe cho mình. I'll get your bike repaired. Tôi sẽ nhờ sửa xe cho cậu. And that is, we often use the passive causative to refer to actions done for the subject rather than by the subject.
Như vậy các em thấy đối với động từ khiển kêu câu khiển have và get thì về mặt cấu trúc chủ động thì có hai cấu trúc khác nhau: have somebody do something, get somebody to do something. But nhưng mà trong ở cấu trúc bị động thì cả hai đều có cùng một cấu trúc: have or get something done. Và thường được sử dụng rất nhiều ở dạng bị động, và get thì ít trang trọng hơn nhưng mà lại được sử dụng rộng rãi hơn, và thường để chỉ những hành động thực hiện cho chủ thể hơn là bằng bởi chủ thể. Now some practice. Task 2. Rewrite the sentences using the passive causative. Have somebody, no sorry, have something done or get something done. Now you have 30 seconds to do the task. Remember, it's passive. Okay, time's up. Now, number one. He had Peter repair the printer. So, in the passive, it must be he had the printer repaired. Repaired by Peter. Here you can see that the printer is the object of repair. It's something, so I have something done, but it's had the printer repaired. Number two, the AI expert has his assistant activate the newly made robot. So the passive should be the AI expert had the newly made robot activated. So had the newly made robot activated. Chuyên gia về công nghệ nhờ, tức là chó đấy, khiến người khác khởi động con robot vừa mới được sáng chế. Number three, the computer corporation had the workers eliminate the malfunctioning products. And the passive we have, the computer corporation had the malfunctioning products eliminated. So had something done. Công ty máy tính cho loại bỏ các sản phẩm bị hư hỏng. So that is a passive structure we'd have. What about get? Now 30 seconds for you. Remember, with the passive structure, have and get have the same structure, the same form. Okay, time's up. Ready? Now let's check together. Number four, I will get Paul to check your essay. So your essay is something. So the structure should be, I'll get your essay checked. Tôi sẽ nhờ người đọc bài cho cậu. Number five, the manager got the workers to move the machine to a new station. And in the passive we have, the manager got the machine moved to a new station. Viên quản lý cho dịch chuyển cái máy sang một vị trí khác. Number six, the owner of the palace got a construction company to remodel his estate. And the passive we have, the owner of the palace got his estate remodeled. Người chủ của cung điện, của tòa lâu đài, cho thiết kế lại cái dinh thự của mình. Okay, and now more practice. With this task, multiple choice, you need to decide whether it's active or passive, whether it's bare infinitive or to infinitive. So in this case, you need to decide whether we need a passive structure or the verb get or have is used. For example, in number one, instead of buying a new computer, why don't you have your old one? So,
have your old one, that means your old computer is something. So have something done. It must be a passive. So the answer is C. And now, 30 seconds for you to do this task. Ready, everyone? Now let's check together. Number two, the owner of some modern manufacturing plants had workers doing heavy and repetitive tasks by robots. So you can see that here we have by something. So it must be a passive structure. So passive, that means we need a past participle. So the correct answer must be C. Okay. Cả ông chủ của một số nhà máy sản xuất hiện đại đã cho thay thế những công nhân làm các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại bởi robot, tức là cho robot thay thế các công nhân làm những công việc nặng nhọc này. Thông thường thì cấu trúc bị động mình hay nói là have something done or get something done. Nhưng ở đây mình thấy ở đây workers là người ta chứ không phải là something. Nhưng trong trường hợp này, vì người ta cho robot thay thế cho người, như vậy người ta vẫn sử dụng cấu trúc bị động trong trường hợp này đối với người. Vậy vậy mình có had workers replaced by robots. Number three, NASA has had an autonomous spaceship, the universe, recently. So we say the universe, the object, that means it's an active sentence. So, is it bare infinitive or two infinitive? We have has, had, so it must be a bare infinitive. So the answer is D. NASA has had an autonomous spaceship explore the universe recently. NASA đã cho một phi thuyền tự động đến khám phá vũ trụ gần đây. Number four. We got the computer technician, the new software for us. So, again, we have the new software, that is the object. When we have the object here, it must be an active, can't be a passive. So, is it bare infinitive or two infinitive? Here we have the verb got. So, get somebody to do something. So, the answer must be A, to install. So we got the computer technician to install the new software for us. Chúng tôi nhờ chuyên viên máy tính lắp đặt phần mềm giúp. You see? Is it clear? Now let's move on to another task, a bit more difficult. Sentences of your own based on the situations. So look at the pictures. What you see? Now complete the sentences to describe the situations. Use the active or passive causatives, would have and get. You see, for example, in picture number one, what you see is a robot, right? What's it doing? What about in number two? A boy with long hair, right? And number three, a child, but happy, right? He or she is going to have something she enjoyed. And now 30 seconds for you to finish the sentences. Okay, time's up. Now, are you ready? Number one, what do you have? Some people have robots do the housework. Some people have robots do the household chores. Nhiều người cho robot làm việc nhà, sử dụng robot làm việc nhà. Ở đây mình có the housework, the household chores là hai cách nói khác nhau của tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ, nhưng mà cùng một nghĩa. Cho nên các em dùng cách nào cũng được, cũng đúng. Number two, his hair is too long.
So, what do you think he should do? He should have it cut, right? Or she should get it cut. Here we have the passive structure. Tóc cậu ấy quá dài, cậu ấy nên cắt đi. Number three. What about this child? The child had a pizza prepared for him. And the child got a pizza prepared for him. So you see, in number one, we have the passive structure. But in number two and three, we use passive structures. Why? Because in number one, what does the task or who does the task is important rather than the action. In number two, it is the action that is important. We don't need to know who does the task, who cuts his hair, but what should be done is his hair should be cut, so that is important. Similarly, in number three, it's not important who prepared the pizza, but the action. Như vậy các em thấy trong câu 1 thì thường người ta sẽ dùng, trong cấu trúc này, trong tình huống này, người ta thường sẽ dùng dạng active, tức là câu chủ động. Bởi vì ở đây người thực hiện, chủ thể thực hiện hành động là quan trọng, tức là robot hơn là cái hành động. Như vậy câu này sẽ natural, tự nhiên hơn nếu như mình sử dụng câu chủ động. Còn nếu như sử dụng bị động thì câu này cũng không sao, nhưng không được natural lắm, không tự nhiên lắm. Mình ít khi nói some people have the housework done by robots. It's okay, but not as natural. Nhưng đối với câu 2 và câu 3 thì thường thường trong trường hợp này người ta sẽ không dùng câu active, chủ động, mà sẽ dùng bị động. Bởi vì rất cụ thể trong hai trường hợp này, những người thực hiện hành động như cắt tóc đương nhiên là thợ cắt tóc, ví dụ như vậy, hay là ai đó thì người đó không quan trọng, mà hành động cắt tóc là quan trọng. Tương tự như vậy, sẽ nhận mạnh vào hành động là chuẩn bị hay là nướng cái bánh pizza, chứ không phải là ai nướng nó. Như vậy trong hai trường hợp này, thì cấu trúc ưa chuộng hay là cấu trúc thường được sử dụng sẽ là bị động. Now, next, what do you have? Now 30 seconds for you to finish these two sentences. Look at the pictures. See what happened. Okay, time's up. Now let's check. What do you have for number four? You see an old house, okay? And the woman is thinking. What do you think she's going to do? So, a new house? So what do you think? It must be she's going to have her house painted, right? She's going to have her house painted. Cô ấy sẽ cho người sơn ngôi nhà của mình. Mình thấy suy nghĩ của cô ấy là sẽ có một ngôi nhà mới được sơn, đang được sơn. Như vậy, cô ấy sẽ cho người sơn ngôi nhà của mình. Have something done. Number five, the man in a crash. So, what do you think? What happened? His car was destroyed, right? Why? It crashed into a tree, right? So, in this case, the sentence we have is, the man had his car destroyed in a crash. Or the man got his car destroyed in a crash. Ông ấy bị hỏng xe trong một vụ va chạm. As we know earlier, we have to get something done, have something done. Nhờ ai làm gì, khiến ai làm gì. Trong trường hợp này mình không thể dịch là nhờ hay khiến. Thì đây là một cấu trúc
Tương đối đặc biệt đối với dạng bị động của causative have and get. Have something done, got something done. Nhưng mà nghĩa không phải là khiến ai làm gì, mà là trải qua một cái kinh nghiệm không được tốt, không được vui. Have something done, a bad experience, something unpleasant. We say something like, he had his house broken into. Thì không phải là anh ta nhờ người nào đó đột nhập vào nhà, mà là nhà anh ta bị đột nhập. Đấy, ví dụ như vậy, đó là một cái bad experience, unpleasant experience. Thì cô đưa ví dụ này vào để cho các em thấy ngoài những cấu trúc mình hay biết thì cũng có một số cách sử dụng đặc biệt mà mình cần biết để sử dụng trong đời sống hàng ngày. So, we've studied structure with have and get in the active and passive. Before we stop, let me check a little bit. So what do you have the structure, the active structure would have? Is have somebody do something, right? Have followed by a bare infinitive. And get somebody to do something. So followed, get followed by a to infinitive. And in the passive, we have the same structure for both verbs. Have something done, get something done. Okay? So this is something for you to do at home, your homework. Number one, do exercise in the student's book, page 18. And number two, write a few sentences about yourself using the active and passive causatives. For example, I usually have my brother check my work. Tôi thường nhờ anh trai kiểm tra bài giùm. Okay, that's all for today. Thank you for joining me. I hope you enjoy my lesson. Thank you. Trong vòng 5 năm trở lại đây, các địa phương ven biển của huyện Phú Lộc thường xuyên bị xâm thực và sạt lở với hàng chục km bờ biển bãi ngang. Đặc biệt, tình hình này rất nghiêm trọng ở xã Giang Hải trong 2 năm gần đây, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản và đất đai canh tác nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Việc khởi động công trình kè biển Giang Hải đã đáp ứng sự mong chờ của chính quyền và nhân dân địa phương, giải quyết về lâu dài tình trạng sạt lở bờ biển, ổn định đời sống nhân dân. Chuyên mục với khán giả truyền hình 20 giờ 20 hôm nay. Chị ba, rất có thể cô Kiều My đã chết vào tối ngày hôm kia. Xung quanh nạn nhân còn dung dại như bức hình mà chồng cô ta đang ân ái cùng một người phụ nữ khác. Bởi chồng thăm một nén nhang thôi mà ba, không thể nào tin nổi. Con My nó xử sự cái chuyện gì cũng thông minh, vậy mà nó lại đi chọn một thằng chồng như mày. Tập 1, sóng gió gia đình, 20:40 hôm dù nay. Dù gì thì anh ấy cũng là chồng của chị ba mà. Có gì về nhà mình nói nha ba. Nhớ ai ngàn dặm cách xa, nhớ câu hò điều lì, nhớ khúc ca Nam Bình. Ai thiếu ai dệt ân tình, nợ duyên ai trả, với mình vâng vương. Một tiếng ai đã muôn đời còn âm vang mạng, tiếng ru âm ngân vang chương trình ca Huế 21:20 hôm nay.